Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với chương trình giới thiệu review đồng hồ Côn Cổ đồ châu Âu. Đây là một chiếc xe đạp như em mới về. Và chiếc này thì là màu gạch cua các bác ạ. Chúng ta ăn con cua, chúng ta gọi là đến gạch cua, đấy gọi là trứng cua cũng có thể là được. Thì chiếc này khá hiếm tại thị trường Việt Nam, và đặc biệt đó là với màu sơn zin bạc các bác nhá, chưa tỉa, chưa chấm một giọt sơn nào. Với hệ các đầu bui lốp đẹp rồi. Đấy, và đèn cỏ xoài trên, lốp là lốp từ của Pháp xịn các bác nha. Đấy, vành Rigida, vâng, đời 1980, chuẩn theo đời xe. Bộ phanh rất là đẹp, ghi đông sáng quăng, đấy các bác nha. Đấy, đũa điếc tai hồng đấy các bác nha. Đấy, cam kết các bác là chiếc này zin toàn bộ. Đấy, từ kẻ tay phanh của táo các bác nha. Đấy, ghi đông phút tăng này, đấy, bơm này, đùi này, pedal Leotard. Đấy, khung võng vành 650, yên Pozo. Đấy, các bác nhìn cho em. Đây ạ, yên Mozo. Đấy, rồi đây là dây chun đằng sau. Đấy, gác ba ga. Đấy, chắn bùn. Đấy, bộ chuyển đổi đề màu trắng Simulac, lip 5 tầng. Đó, đèn hậu sau, nốt còn rất đẹp các bác nhá. Đấy, chiếc này đời 1980, cam kết các bác là hàng zin bản và zin từ Pozo, không có độ đồ linh tinh. Đấy, sơn cũng cam kết các bác đó là sơn zin luôn, không tỉa một giọt sơn nào cả. Đấy, để các bác yên tâm như vậy. Đây là một chiếc xe có thể nói là đầu năm em về được một chiếc xe đạp, nó rất là ưng ý. Đặc biệt chiếc này là chiếc đời cổ rụt. Nếu như các bác mà chơi những chiếc da đồng cá vàng độ đẹp như thế này trên 95% thì nó sẽ dao động đâu đấy khoảng 60 triệu. Thì chiếc này cũng là một phiên bản cổ rụt đời 1980, rất đáng để sưu tầm, nhưng giá mềm hơn rất nhiều để các bác có thể sưu tầm được chiếc xe này. Và em sẽ hỗ trợ các bác đó là 2 năm về mặt kỹ thuật các bác nhé. 2 năm về mặt kỹ thuật, đi vấn đề gì thì em sẽ hỗ trợ cho các bác tối đa. Còn xe khi bàn giao cho các bác thì chắc chắn bên em đã căn chỉnh dầu mỡ, vành viếc đũa điếc để các bác có thể đi được rất là tốt rồi. Chúng ta có thể nhìn lại một lượt. Đấy, tất cả đồ này là đều cam kết zin với các bác, không có lai căng, không có lai tạp. Đấy, còn độ đẹp của chiếc này tổng thể với mức đánh giá của em là trên 95% độ đẹp các bác nha, kể cả sơn, kể cả đồ, từ những cái vành viếc như này nữa. Đấy, các đầu bu yên niếc chuông chiếc, tất cả để hoạt động trơn tru. Đấy, và giá thì thật sự các bác là đầu năm bán lấy lộc. Đấy, để cho các bác có yêu mến những cái dòng xe cổ rụt đời 1980 thế này thì các bác có thể mua được nhiều giá rất là tốt tại cửa hàng của em. Số điện thoại của em là 0928538538 các bác nhé. Bắt đầu thiện chí thì xin điện dùm em. Đấy, vì nhiều bác cũng hỏi dò giá rồi cũng ABC thì nói thật là các bác cũng thông cảm cho, bởi vì bán thì mỗi một người có một mức khác nhau. Còn đối với nhà em thì em chỉ cộng công của em mà thôi, miễn sao đến tay các bác là những người sở hữu sử dụng là các bác được cái giá tốt nhất cho các bác thôi. Còn đồ đạc thì có sao em sẽ thông báo rõ ở nguyên văn như này, còn sai thì em chịu trách nhiệm trước các bác và mọi người. Đấy, tem nổi các bác nha. Đấy, ma phắc này, để còn xoài này, nốp này, mai ơ triện này, đấy, chuông này, ghi đông này, đấy, yên này. Cái bơm này thì khi nhà em về cái bơm inox em sẽ đổi cho các bác nhé, bởi vì nó xe nó về nó có này, còn này là nó phải bơm inox cơ, nó cái bơm inox. Còn khi thằng Tây để như này thì em để nguyên như vậy. Đấy, pedal viết chân chống đều là chân chống Tây rồi, tai hồng rất đẹp đó. Và bác nào yêu mến thì xin điện dùm em theo số điện thoại 0928538538. Đấy, và số Zalo của em là 0393088528. Nếu bác nào cần hình ảnh thì xin kết bạn qua thì em sẽ gửi cho các bác nhá. Đấy, cam kết zin, cam kết zin với các bác nhá. Em khẳng định lại đây là một chiếc xe zin bản của rụt, sơn zin không tỉa tót nhá. Đấy, nói rõ. Một lần nữa xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.